Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn, biết có còn gặp lại nhau không? Tại sao ta không đến với nhau bằng một tấm lòng? Tại sao ta không đến với nhau bằng tình yêu? Tiếp tục lại câu chuyện của chúng tôi về tỉnh thức. Thì giống như là Ngọc Hân có hỏi đó, thì hoa với rác, cái đó khi nào mình thiền hoặc là tu mà ngộ hạnh thì ta sẽ nhìn được trong rác có hoa. Cái đó điều đó rất là quan trọng. Đúng. Thì nếu mà nói về cái câu chuyện mà tỉnh thức đó, cái bài thơ đó mà khi mà thấy Nguyễn Đức Đạt hát không, thì Nguyễn Đức Đạt mới cho thêm một cái câu là Alleluia. Thì khi mọi người mà khi nghe cái bài tỉnh thức á, thì người ta nghĩ ô cái này chỉ hát ở cho chùa thôi. Nhưng mà thật sự khi mà Nguyễn Đức Đạt cho thêm Alleluia là cái câu chúc mừng ở trong nhà thờ, thì nó đó được phối hợp. Thánh ca, đó. Thánh ca nó đó phối hợp với nhau. Của thánh và ca. Phải nói là mọi người rất là thích. Nguyệt Hân cũng là trong ca đoàn phải không? Thường đi hát ở ca đoàn. Thì đưa đó một phối hợp thì nó rất là lạ. Mà Đạt hỏi chị như vậy, chị thấy nó Miên Du rất là thích. Tại vì cái gì nó cũng vậy, nó có một cái sự phối hợp với nhau mà dung tất cả hòa. Nó trung hòa và đưa chúng ta tới một cái mệnh tự suy nghĩ, tức là sống trong cái đời này luôn luôn chúng ta làm cái chuyện tốt với nhau. Đúng như là cuối cùng thì chỉ thấy hoa với rác với người với ta chỉ là một thôi. Cái đó là khi mình đạt tới một cái sự giác ngộ. Chừng nào mà em đạt thì chị cho em biết. Bây giờ thì em còn bây giờ Nguyễn Hân xin được giới thiệu đến đến quý thính giả một bài thơ nữa của chị Miên Du Đà Lạt. Tại mình chỉ còn có mười mấy phút dạ, thôi. Vâng, thì Nguyễn Hân sẽ dẫn giải tới. Mời quý thính giả đi, Nguyệt Hân cứ mời quý thính giả đi. Dạ vâng. Sau đây Nguyệt Hân xin mời khán thính giả thưởng thức bài thơ Hoang Vắng. Đây là thơ của chị Miên Du Đà Lạt qua sự diễn ngâm của anh Hoàng Đức Tâm. Dạ vâng. Từ chốn sông rêu ta đến đây, linh hồn hoang vắng ẩn thân gầy, vòm trời trong giông không tìm thấy, không bóng trăng sao, không bóng mây, sa mạc đêm dài ôi lạnh giá, tôi thầm tìm kiếm bóng sao xa, bình minh thôi mọc tròn thiên kỷ, ta ngủ quên đời, quên chính ta. Quá chị, em nghe mà em thấy, em cảm nhận được cái sự trống vắng, cái nỗi buồn nó tê tái khi mà chị viết cái bài này. Thì em không hiểu là chị nghĩ như thế nào, trong cái hoàn cảnh nào mà chị viết cái bài mà sao mà nó buồn quá vậy? Nguyệt không biết không, cái bài thơ chị đã làm rồi đó, nhưng mà mỗi lần mà chị nghe lại đó thì vẫn cứ thấy là nước mắt mình rưng rưng. Nó có như cái cảm xúc nó nằm trong đó. Cái đó nó nói lên cái sự mình lúc khi làm bài này á, nó cái sự nó cô đơn kinh khủng lắm. Không bóng trăng sao, không bóng mây,
Nó tưởng tượng giữa một cái sa mạc, thấy mình đang ở một cái sa mạc hoang vu, mình có một mình thôi, có một mình thôi, không tranh không sao. Sao chị không gọi em? Mà lại bình minh thôi mọc tròn thiên kỷ nữa. Tức là lúc đó không tưởng tượng đến là mình đang ở giữa một cái cõi sa mạc hoang vu, không có ánh bình minh, không có mặt trời, không có trăng sao. Thì không tưởng tượng cái nỗi cô đơn đến như nào, có thể đưa người ta đến cái sự mà tự vận nữa. Đó, nó đưa cái đó đến là ăn sâu vào trong hồn của mình đấy chị hả? Thì cái bài nó làm lúc đó cái không biết, tại vì cái người mình làm thơ, cái cảm xúc của mình đó, nó khác lắm. Nhiều khi mình cảm thấy sự cô đơn thì mình không phải mình đang đứng ở trong nhà, chứ không phải đứng ở trong cái sa mạc. Nhưng mà lúc đó đó mình tưởng tượng ra được, tưởng được cảm là mình được như vậy. Cái sự cô đơn nó làm cho mình giống như là mình đang ở một cái sa mạc hoang vu, mình xa lánh hết tất cả. Đó là lý do đó, không biết không, biết không? Ngày xưa đó, là khi chị đọc thơ của mấy ông thi sĩ đó, mình cứ tưởng tượng, ô lúc này chắc ổng đang ở như vậy, không phải đâu. Nhưng đến khi mình làm thơ rồi đó, mình mới biết, thì mình mới thấy rằng không phải đâu. Không phải đâu. Lúc đó cái tâm tình của mình, cái tình cảm mình lúc đó mình cảm nhận nó như vậy. Cái cảm xúc, cái Giống như chị có cái bài, bữa nào mình sẽ có phát cái bài là Một Hôm Trốn Phố. Cái mấy người cứ nói trời ơi Miên Du trốn phố đi lên rừng nào vậy? Để bữa cho em đi theo với cái ngày kia, cái mình nói thật sự lúc đó mình đang ở nhà mà lúc đó mình chán cuộc đời này quá. Quý vị, mình tưởng tượng mình sẽ đi lên núi. Cái lạ đây của những người thi sĩ mà người thân nhận xét thấy là trong khéo ngoài tươi, lúc nào gặp chị Miên Du là cũng cười, nghĩa là bao nhiêu nụ cười là đưa ra hết á. Mà nhưng mà thơ thì nó cứ héo úa sầu, nghĩa là nó thế thảm. Có nhiều người nói trời ơi phải đi tìm gặp Miên Du, tại vì cứ tưởng tượng khi đọc thơ của Miên Du đó thì cứ tưởng tượng Miên Du đang đứng tựa cửa rồi thả mái tóc dài rồi cái mặt thơ thảm thơ thảm buồn vậy đó. Đến khi tới Miên Du cái tê thì nó nói ủa sao chị Miên Du cười tươi như vậy mà thơ chị em đọc thấy buồn, cái muốn khóc theo chị nó chứ. Trời ơi, không lẽ giờ mình buồn mà mình đi gặp mọi người cái mình cũng héo như vậy, mình buồn vậy thì làm ta buồn theo. Đúng, quý đúng. Vị Miên Du bảo đảm khi mà quý vị gặp Miên Du, quý vị có buồn gặp Miên Du là vui ngay. Bị chị Miên Du tập lát. Tại lúc nào Miên Du cũng muốn đem cái nguồn vui đến mọi người. Để tiếp tục cái chương trình này thì Miên Du cũng xin mời quý khán thính giả thưởng thức nhạc phẩm là Ngày mai tôi sẽ về. Mà nhạc phẩm này đó là thơ của Miên Du Đà Lạt và được nữ nhạc sĩ Quách Nam Dung phổ nhạc. Dạ, phổ nhạc bài thơ này qua ca sĩ Anh Huy sẽ hát bản này. Nhưng bài nhạc này là nhạc sĩ Quách Nam Dung ở bên Úc. Wow. Đó, nghĩa là thơ nhạc của mình đi khắp thế giới. Ngày mai tôi sẽ về, về nơi tôi ra đi. Ngày mai tôi sẽ về, không mang theo hành lý. Tôi đến cũng như đi, ra đi không lấy hẹn, trở về không báo trước, tất cả là hư không. Ôi sắc sắc không không, ôi sắc sắc không không, ôi sắc sắc không không, ôi sắc sắc không không. Tôi ra đi âm rồi về trong lặng lẽ, trời đất đều lặng câm, tất cả là hư không. Tôi về trong vạn kỷ, bỏ lại đời sân si, thân tan thành cát bụi, hồn lãng đang bay về. Oh.
ra đi âm thầm, rồi về chẳng lặng lẽ. Trời đất đều lặng câm, tất cả là hư không. Tôi về trong vạn kỷ, bỏ lại đời thân xây, thân tan thành cát bụi, hồn lãng đang bay về. Ôi sắc sắc không không, ôi sắc sắc không không. Thưa quý khán giả của VN ATV 57.3, chương trình của Tình Ca Người Lưu Xứ, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm là Ngày Mai Tôi Sẽ Về qua tiếng hát của ca sĩ Anh Huy. Ca sĩ Anh Huy cũng là ở bên Úc, và nữ nhạc sĩ Quách Nam, Quách Nam Dung cũng ở bên Úc Châu. Và Minh Du cũng xin, chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thôi, thì cũng xin chào quý khán thính giả chương trình của Tình Ca Người Lưu Xứ, mời Nguyệt Hân. Dạ vâng, Nguyệt Hân cũng cảm ơn chị đã cho Nguyệt Hân cơ hội là lên đây để mà co-host với chị trong chương trình này. Và xin mến chúc quý thính giả một buổi tour cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả vào tuần tới. Cũng thật ra này, chúng tôi là có nhiều cái câu hỏi về sắc sắc không không lắm. Tuần tới mình nói tiếp. Tuần tới chúng tôi sẽ nói về cái sắc sắc không không. Và vì cái thời giờ cũng có hạn, chúng tôi cũng xin kính chào quý khán thính giả. Và hy vọng rằng tuần tới chúng ta sẽ gặp lại. Xin kính chào quý vị. Và nối tiếp cái câu chuyện này phải không chị Phương? Đúng vậy. Rồi. Cảm ơn quý vị. Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp. Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp lại nhau không? Tại sao ta không đến với nhau bằng một tấm lòng? Tại sao ta không